tại sao lại cứ phải là iPhone? Nói cái điều này có thể nhiều bạn không tin đâu, nhưng mình đã phỏng vấn, mình đã nói chuyện cũng như là mình đã chia sẻ với rất nhiều người từ trước đến giờ nhá. Mình khẳng định là chỉ dùng iPhone, nhất quyết là không chịu dùng Android. Cho dù là mình đã đưa trải nghiệm những con điện thoại kiểu Google Pixel quá mượt luôn, trải nghiệm những con điện thoại cực xịn sò đến từ nào là Oppo này, Vivo này, Samsung này, Xiaomi các thứ, nói chung là chia sẻ đủ kiểu, nhưng nhất quyết là không dùng Android làm cái máy chính mà phải là iPhone. Tại sao? Thậm chí mình cũng có gặp nhiều người, người ta không hẳn gọi là iFan nữa các bạn, tức là họ chỉ thích dùng iPhone thôi. Còn lại những cái khác, ví dụ như máy tính bảng, chưa chắc họ đã dùng iPad, họ dùng một cái tablet của Samsung, là máy tính laptop các thứ, chưa chắc họ đã dùng MacBook mà họ dùng một cái Dell XPS chẳng hạn. Hoặc mình cũng gặp rất nhiều những bạn mà chỉ dùng duy nhất một cái iPhone thôi, còn lại tai nghe thì của Sony, đấy, tablet thì của Samsung, máy tính thì Asus, thậm chí nhà ráp thêm bộ PC nữa. Nói thẳng luôn ra là ngoài cái iPhone ra thì họ không dùng bất cứ một cái món đồ nào khác của Apple, và chấp nhận kể cả mua những dòng iPhone đời cũ, những con như là iPhone 10R, những con iPhone 11 để sử dụng, thay vì mua những con Android có nhiều công nghệ xịn sò hơn, có những thứ nó mới mẻ và nó công nghệ hơn rất là nhiều. Thế thì vì sao? Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách kỹ hơn về cái vấn đề này. Và nếu như bạn cũng chỉ dùng iPhone thì comment xem vì sao bạn chỉ dùng iPhone nhé. Let's go. Rồi, cái lý do đầu tiên nghe thì có vẻ là vô lý nhưng nó lại thực sự rất là hợp lý. Đó là cái độ mượt. Bây giờ mình nói thật, nhiều con điện thoại Android mượt tương đương như iPhone rồi mà. Ví dụ như là Oppo có rất nhiều mẫu điện thoại flagship, dòng Oppo Find của họ cực kỳ mượt luôn. Hay bây giờ các bạn có thể trải nghiệm những con Google Pixel các thứ, nó rất là mượt. Hay bây giờ nhìn sang những con điện thoại tầm trung xịn sò bây giờ kiểu đến từ Samsung, cũng có những con cỡ chỉ khoảng tầm 11 triệu chạy Snapdragon 778G như con A73, nó cũng cực kỳ là mượt rồi. Xiaomi trong tầm khoảng 12-13 triệu cũng có những con cỡ chạy Snapdragon 888, nó cũng rất là mượt, kiểu con Xiaomi 11T Pro chẳng hạn. Đấy, thế thì tại sao nó mang độ mượt vào đây? Cái vấn đề nó không phải là con đấy mạnh hay là yếu, mà cái vấn đề đấy là nó mượt từ những cái cơ bản nhất, nó mượt từ những cái nhỏ nhất, và nó mượt từ tất cả những cái thao tác các bạn sử dụng hàng ngày. Thì mình nói thật sự ra một điều, đúng là iPhone nó mượt ở những cái tác vụ đấy thật. Dùng một cái điện thoại ấy, nó không nhất thiết phải là một con điện thoại chơi game ngon, nó cũng không nhất thiết phải là một con điện thoại nó chụp hình quá wow. Mà với nhiều người, cái điện thoại đấy bấm vào là phản hồi, vuốt là thấy nó chạy, vuốt là thấy nó lên nó xuống đều, chứ không phải là vuốt vào tự nhiên nó treo, bấm vào tự nhiên nó khưng rồi nó mới bung ra. Nói chung là cái vấn đề mà Android nó sẽ có những cái delay nhẹ nhất định, Android nó sẽ có những cái khựng trong vấn đề animation. Thậm chí là những cái con điện thoại cấu hình rất là cao đến từ Xiaomi, đến từ Samsung, nhiều đôi khi nó vẫn lag khi mà các bạn vuốt qua vuốt lại. Hay thậm chí các bạn mới chụp hình, mới quay video xong mà bấm thoát từ cái camera ra, nó vẫn cảm thấy nó khựng, nó lag, nó là cái chuyện quá bình thường. Đó. Nhưng mà iPhone, đây là con iPhone 13 Pro Max của mình, là con xịn nhất thì không nói làm gì rồi. Nhưng cho dù các bạn sử dụng những con, đây, ví dụ thằng ngồi sau camera là con iPhone 10, charge pin, hiệu năng bị giảm 4 năm trời rồi các bạn, đâu 5 năm trời rồi các bạn, gần 5 năm trời. Nhưng mình có thể khẳng định, cho dù vừa mới quay video xong vuốt ra ngoài một cái, nó vẫn rất mượt. Cho dù là làm cái gì chăng nữa, vuốt trên cái màn hình nó vẫn cực kỳ là mượt. Và rất nhiều người đã quen với cái độ mượt đó rồi. Tức là các bạn không phải suy nghĩ rằng là ui, bây giờ năm 2022 thì dùng con iPhone 10R từ năm 2018 nó có lag hay là không. Thì câu trả lời của mình đó là không. Đấy, quen rồi, dùng mấy năm trời vẫn mượt như ngày đầu theo như nhiều người nói, thì nó quen rồi. Mà đã quen rồi thì không thể nào bỏ được, bởi vì Android đến bây giờ ngoại trừ Google Pixel, con đấy nó không được bán chính hãng ở Việt Nam, thì mình cũng không thấy có một con nào có độ mượt nó tương đương được với iPhone cả. Ok, rồi, thứ hai, cái này thì nghe có vẻ khá là vô lý nhưng nó hợp lý đấy các bạn. Sử dụng mạng xã hội, dùng iPhone quen rồi, không bỏ được. Quen những thứ gì? App Story trên Facebook nó cũng nét, App Story trên Instagram nó cũng nét hơn, gửi hình thông qua Messenger nó cũng nét, hay thậm chí là đôi khi có những cái nhỏ nhỏ lặt vặt thôi, đấy là ấy, post hình dạo, comment dạo bằng hình ảnh post lên nó cũng nét hơn. Cái vấn đề này thì mình cũng đã dành cả một video để chia sẻ. Đấy, cái này nó đến từ vấn đề
đi cửa sau, đến từ vấn đề API, rồi là đến từ nhiều những yếu tố khác. Nhưng nói nôm na một điều rõ ràng thì dùng mạng xã hội trên iPhone nó vẫn sướng hơn so sánh với Android. Thế nên cho dù là như thế nào chăng nữa, thậm chí các bạn không biết đâu, cho dù các anh chị KOL nổi tiếng đến mức độ như thế nào đi chăng nữa, hợp tác với hãng A, hãng B, hãng C chạy Android, nhưng kiểu gì dùng mạng xã hội, dùng social thì trợ lý của các bạn ấy, của các anh chị ấy cũng phải dựng một cái iPhone để chất lượng khi up lên trên mạng xã hội nó nét nhất, nó ok nhất. Cho dù nó vẫn chỉ là một con kiểu iPhone 10R thôi, cho dù nó là những con thậm chí cùi hơn như con iPhone 8 Plus thôi, mình khẳng định với các bạn up hình lên trên mạng xã hội vẫn nét hơn so sánh với con Android, cho dù là 30 triệu, cho dù là 50 triệu. Ok, đấy, nó khổ ở chỗ đấy đấy. Cái vấn đề đấy nó đến từ hệ điều hành. Mà đã là hệ điều hành thì phải chấp nhận thôi các bạn. Ok, thì yếu tố thứ ba, quay video. Bây giờ thì cái quay video rất nhiều mẫu Android làm tốt, nhưng tốt ở tất cả mọi thứ, từ sự ổn định trong quá trình các bạn quay, từ cái vấn đề chống rung trong quá trình các bạn quay, thậm chí là đổ file ra để mà hậu kỳ về sau, thì mình khẳng định là iPhone nó vẫn là một cái thứ gì đấy nó là uy tín rồi các bạn. Thậm chí quay video bằng iPhone thì quay trong một khoảng thời gian dài ấy, cái hiện tượng nó bị quá nóng để mà đến mức độ nó phải văng cái camera, đến mức độ mà không thể nào quay nữa thì nó cũng gần như bây giờ không gặp phải. Trước đây thì có, trước đây có nha, một vài những con như con iPhone 10 trước đây có cái vụ đấy. Đấy, đặc biệt bạn nào mà dùng ốp vào quay ngoài trời nữa thì ối rồi luôn. Nhưng mà bây giờ thì gần như không gặp phải, cho dù là iPhone 13 Pro Max. Trong khi đó cái con gần đây ra mắt của mình thấy khả năng quay video cải tiến rất là nhiều đấy, con Oppo Find 5 Pro thì nó cũng thực sự cực kỳ chất lượng luôn, cho dù là chống rung, cho dù là quay lấy nét hay là cái gì đi chăng nữa thì con đấy đều quay rất là ok, rất là uy tín. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng, đấy là con Oppo nó chỉ uy tín được cái camera sau thôi, còn cái camera trước thì nó lại không. Con này thì khác, 4K 60fps từ cam trước đến cam sau. Nên là rất nhiều các bạn reviewer, blogger, hay tiktoker hay là gì đó để mà làm những cái content bằng video trên mạng xã hội ấy, thì các bạn rất thích dùng camera của iPhone kiểu như thế này để mà quay video này, chia sẻ review các thứ. Và các bạn thấy không, đây là mình đang quay 4K 60fps bằng một con iPhone 13 Pro Max. Sau đó chuyển qua camera đằng sau. Đấy, đang quay đằng sau này, ổn định chưa, lấy nét chưa, di chuyển này, đó, lấy nét phía bên trên này, đó, ra kia này, 3x zoom xa đến này, đó, mượt không các bạn, ngon không? Đấy, nên đến bây giờ mình vẫn phải khẳng định là iPhone nó vẫn là một cái thứ gì đấy nó quá gọi là uy tín khi mà các bạn cần một cái máy để quay video ngon. Thì kênh đồ chơi công nghệ của mình giải đáp vấn đề này quá nhiều rồi. Các bạn muốn biết chất lượng iPhone quay như thế nào, lên kênh đấy mình xem. Ok, nha. Rồi, và cuối cùng, đây là pin. Nghe thì có vẻ là vô lý, nhưng mà ai mà đã quen cái thời lượng pin của một cái iPhone thì mình nói thật là Android bây giờ, đặc biệt là những mẫu flagship, không có nhiều sản phẩm có thể có thời lượng pin tốt hơn được cái con này. Con này chắc là con vô lối rồi các bạn. Con 13 Pro Max này thì mình chưa tìm thấy một con flagship Android nào pin tốt hơn được con này cả. Đây các bạn lấy ví dụ, mình có S2 Ultra, mình có Find 5 Pro, mình có Xiaomi Mi 12 Pro, mình có Z Fold 3, mình có Realme GT 2 Pro, mình sắp tới có luôn cả Vivo mới cũng dòng Pro xịn son. Nói chung không có một con nào pin trâu được hơn con này. Một con flagship on screen 10 tiếng trong quá trình các bạn sử dụng hàng ngày thì nói thật với các bạn là nó quá trâu. Và đây là cái con hiếm hoi mà nói thật với các bạn là mình không thể dùng hết pin nổi nó trong một ngày sử dụng. Cho dù là cái hôm vừa rồi mình về quê, mình nằm trên xe 11 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đương nhiên không thể nào mình ngồi, mình sử dụng và mình nằm mình sử dụng được cái điện thoại này 11 tiếng đồng hồ. Mình sử dụng 4G, mình xem phim, mình xem video, mình giải trí, mình chơi game. Đâu đó tầm khoảng 4-5 tiếng thì mình sập. Lúc đấy pin vẫn còn quá trâu luôn để về đến tận dưới quê luôn. Hay thậm chí đi từ dưới quê lên trên Hồ Chí Minh thì mất khoảng 6 tiếng lái xe. Mình ngồi trên xe mình dùng được cỡ tầm khoảng 5 tiếng thì pin nó vẫn quá trâu. Thề các bạn, dùng pin iPhone 13 Pro Max nó bị áp lực về cái độ trâu. Nên là đấy, ai mà quen với cái độ trâu về pin của con này rồi thì rất khó để mà có thể chuyển sang được những mẫu Android khác. Tại vì kiểu đang dùng một cái điện thoại pin quá trâu rồi, tự nhiên dùng mấy cái máy kia pin chỉ được cỡ 4-5 tiếng đã hết rồi, xong thấy nó nhanh thế. Đồng ý là sạc pin mà sạc nhanh ấy, nó là một cái cứu cánh cho cái thời lượng pin nó không quá tốt. Nhưng mà không phải ai cũng muốn cắm sạc trong cái vòng một ngày sử dụng. Đấy, không phải ai cũng muốn tự nhiên đang sử dụng cái điện thoại bình thường hết pin là phải mất công cắm một lúc. Đồng ý chỉ là khoảng tầm 15 phút, 30 phút thôi. Có nhiều sản phẩm chỉ tầm đấy là pin nó đã đầy rồi.
nhưng mà nhiều người vẫn không thích. À, mình gặp rất nhiều người như vậy rồi. Thế nên là ok, chúng ta phải chấp nhận thôi. Quan trọng là các bạn nghĩ như thế nào về cái chủ đề này, về cái vấn đề này. Pin trâu nhưng mà sạc chậm, và pin không trâu lắm nhưng mà sạc nhanh. Ok. Rồi, đấy, đấy là những cái mà mình phải khẳng định luôn một điều. Ai mà đã quen với những cái trải nghiệm mà iPhone mang lại thì rất khó để mà đổi sang Android. Đấy là mình còn chưa kể nào là giữ giá tốt này, nào là vấn đề nhận diện thương hiệu này, nào là vấn đề iOS như thế này, như thế kia này, rồi nhiều thứ lắm. Nhưng mà những cái chia sẻ vừa rồi của mình là những cái mà mình tổng hợp được từ rất nhiều người đang sử dụng iPhone hàng ngày và họ không thể chuyển sang đổi Android. Thế nên bây giờ mình nói thẳng ra là nhiều hãng Android không muốn cạnh tranh với iPhone nữa rồi. Tại vì khách hàng mà đã sử dụng iPhone quen rất khó để chuyển sang Android. Còn những khách hàng mà muốn tìm kiếm những cái trải nghiệm mới ấy, thì họ sẽ tìm đến với những cái tính năng mà rất nhiều hãng như là Samsung này, Oppo này đang ngày càng cải tiến và mang đến những cái thú vị hơn. Thế các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là rất nhiều mẫu iPhone chính hãng giá cực kỳ tốt đang có mặt tại Sevenet. Ví dụ như iPhone 11 giá tốt, ví dụ như iPhone 12 chính hãng giá cũng cực kỳ thơm. iPhone 13 bây giờ mới là món hời 21 triệu, giá rất hợp lý cho chiếc điện thoại này. Link phía bên dưới với review comment để các bạn tiện thấy rõ hơn nhé. Còn bây giờ thì bye.